Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, em xin giới thiệu với các bác một cái dòng bếp bình dân phổ thông sử dụng trong tất cả mọi gia đình cả nhà nhé. Một chiếc bếp của hãng Paloma. Đối với những bác mà không thích cái màu đen thì chiếc này rất là đẹp cả nhà nhé. Mã sản phẩm là HS7 ạ. Đây cả nhà, em sẽ quay cho các bác theo dõi. Chiếc bếp mặt đá bên cạnh là đã bán rồi cả nhà nhá, nhưng mà tại vì em thấy nó đẹp quá nên em vẫn cứ muốn nhìn nó thêm một thời gian nữa các bác ạ. Đây ạ. Các bác vào xem kênh thì cho em xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhá. Đây ạ, em sẽ tiến sát lại gần. Bếp này là mặt men nhưng mà men rất là đẹp cả nhà, đẹp men VIP luôn đấy cả nhà ơi. Em sẽ quay nghiêng cho các bác thấy là không hề có một vết xước nào hết nhá. Đây là hàng Nhật Bãi nhưng mà cái độ mới của nó cũng phải, em này phải trên 90% cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, đây là cái kiềng cả nhà này. Cái kiềng này thì bằng thép không dỉ cả nhà nhá. Thép không dỉ đây ạ. Cục chia lửa này thì bằng nhôm. À em xin lỗi, cục chia lửa này bằng đồng cả nhà nhá. Đấy, đồng rất là đậm tay. Đây là cái họng của nó này. Cái họng của nó nhìn rất là sáng luôn cả nhà nhá. Lúc nãy điện thoại em nó có hơi bị không rõ. Bây giờ các bác nhìn rõ chưa ạ? Đây ạ, cái họng này nó rất là sáng. Đấy, chứng tỏ là người ta sử dụng rất là ít các bác ạ. Mình không có quan trọng đời lắm đâu. Cơ bản là bếp mình sử dụng tốt thôi. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc bếp của hãng Paloma với thiết kế mới là núm đề cả nhà nhá. Chiếc bếp này có phím 3S này. Có cần gạt lửa điều chỉnh lửa to nhỏ, em sẽ test lửa luôn cho các bác theo dõi đây ạ. Lửa đánh rất là nhanh và rất là xanh luôn. Đấy, tiếng tạch tạch là tiếng đánh lửa cả nhà nhá. Em sẽ quay sát lại cho các bác theo dõi. Đây các bác ơi. Đây ạ. Mặt men không hề có một vết xước nào các bác nhá. Men rất là đẹp luôn cả nhà. Đây ạ. Cái này là cái cần gạt lửa điều chỉnh lửa to nhỏ này. Nhỏ, to, đấy. Nhỏ quá các bác nhìn không có rõ, em sẽ để cái chế độ to lên các bác nhá. Đây ạ, lửa to đây các bác. Tiếp theo là chúng ta sẽ, đây, em sẽ test cái phím 3S nhá. 1, 2, 3, đấy. Khi đèn đã sáng lên và có âm thanh phát lên là mình đã tắt cái cảm biến trên này đi rồi. Và mình sẽ sử dụng bếp bình thường như tất cả các cái dòng bếp mình đun nấu ở nhà đấy. Là sẽ không có lo nó bị ngắt bếp khi đang sử dụng ở nhà nhá. Em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp cho các bác theo dõi nhá. Đây em vừa thổi cái tính năng là gió thổi tắt bếp rồi. Thì sau khi tắt bếp khoảng tầm 10 giây thì bếp nó sẽ tự động khóa ga cả nhà nhá. Đây ạ, các bác cùng theo dõi với em nào. Đây ạ, rất là thông minh. Trong lúc đợi chờ thì chúng, đấy, cả nhà có nghe thấy gì không ạ? Đấy là âm thanh báo là đã khóa ga cả nhà nhá. Ga đã khóa rồi đây các bác ơi. Ga đã khóa rồi, bây giờ em sẽ test lửa cho các bác xem này. Đây các bác ạ. Em sẽ test lửa cho cả nhà xem. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Một chiếc bếp chỉ với giá là 1,7 triệu, bao ship toàn quốc. Nhưng nó vẫn rất là thông minh. Tự động tắt bếp, tự động khóa ga. Đây em vẫn còn bật cả nhà nhé, bây giờ em mới tắt này. Đấy, bây giờ em mới tắt. Một chiếc bếp chỉ với giá là 1,7 triệu thôi. Nhưng mà rất là thông minh, tự động tắt bếp, tự động khóa ga khi chào nước, có gió thổi và khi cạn nước, khi mà các bác kho cá, kho thịt thì sẽ không lo bị cháy nồi cả nhà nhá. Nhà em đã sử dụng và đã test rồi. Tức là khi mà hết nước thì nó sẽ tự động tắt bếp. Đây, khi mà cạn nước này thì cái cảm biến này nó sẽ đo nhiệt độ ở dưới đáy nồi. Khi mà nhiệt độ cao lên bất thường nó sẽ tự động tắt bếp. Sau khi 10 giây thì sẽ khóa ga như cái tính năng là em vừa test là gió thổi tắt bếp đấy. Rất là thông minh. Không phải những cái dòng đa chức năng, dòng VIP thì mới có cái tính năng đấy đâu các bác nhá. Chỉ từ 1,7 triệu thôi. Chiếc bếp này em bán với giá là 1,7 triệu. Mã sản phẩm là HS7 ạ. Tiếp theo em sẽ cho các bác đi tham quan cái lò nướng này. Đây là khay nướng và vị nướng tại nhà nhá. Cái vị nướng này thì nó không có được sáng lắm. Nó bằng inox nhưng không được sáng lắm các bác ạ. Đây ạ. Còn đây là cái khay nướng này. Khay nướng thì có mạ rồi cả các bác nhá. Có mạ chống dính thì em có lưu ý một chút xíu, đó là khi mà nướng đồ ăn đấy thì các bác cho một ít nước vào trong đây để khi mình vệ sinh cho nó dễ, nó sạch sẽ và nó không có bị dính đồ ăn. Còn đồ ăn thì mình sẽ để lên trên này cả nhà nhá. Để trứng thì em nướng khoảng tầm 6 phút, các bác ủ thêm 2 phút nữa. Đấy ạ.
mình có thể nướng trứng này, nướng tôm, cá, mực. Đấy, nướng rau củ quả, nướng thịt cũng được cả nhà nhá. Đây là phía trong cái khay nướng này. Các bác nhìn có rõ không ạ? Em thấy thì em cũng thấy rất là sáng đấy. Em sẽ nâng lên cho cả nhà theo dõi nhá. Đây các bác ơi, khay nướng của nó rất là sạch sẽ, không có vết dỉ xét nào cả nhà nhá. Tuy là hàng bãi nó không có được độ mới 100%, nhưng mà cái bếp này mới cũng phải trên 90% cả nhà nhá. Em sẽ test lửa cho các bác xem. Lửa đánh rất là nhanh và rất là xanh các bác ạ. Đây, đấy, lửa đánh rất là nhanh và rất là xanh. Đây là khóa trẻ em cả nhà nhá. Đây, khóa trẻ em, khóa lại thì sẽ không có bật được. Chỉ 1,7 triệu thôi mà các bác đã được sở hữu một chiếc bếp rất là thông minh, an toàn. Đấy ạ, rất là thông minh, an toàn cả nhà nhá. Khóa trẻ em này, mình trong nhà mình có người có trẻ con đấy, thì mình nấu xong mình khóa lại rất là tiện lợi. Tất cả các sản phẩm thì bên em đã bao lưới chống chuột rồi các bác nhé. Đây ạ, bao lưới chống chuột ở phía dưới đây rồi. Tại vì hàng em là hàng bảo hành nên là phải bắt buộc phải bao lưới chống chuột để không có cắn cảm biến dây các bác nhé. Rồi nhà em sẽ tặng một đôi pin miễn phí cho các bác luôn. Bao lưới chống chuột miễn phí, tặng một đôi pin để khi nào nhận bếp thì các bác có pin để các bác kết luôn. Cái pin này có thể sử dụng được 3 tháng đến 5 tháng cả nhà nhá, tùy vào cái nhu cầu của mình là mình dùng nhiều hay dùng ít. Đấy, thì cái giá thành nó cũng rẻ thôi, 20-30 nghìn một đôi pin cho các bác ạ, cũng không có là đắt bao nhiêu đâu. Một năm mình cháy bao nhiêu cái nồi này, rồi là cái việc cái bếp này nó rất là tiết kiệm ga luôn cả nhà. Khách hàng sử dụng bên em phản ánh là nó tiết kiệm được 20-30% ga so với mình sử dụng bếp nội thông thường. Đấy, ví dụ như là một năm mình sử dụng 4 bình ga đi, thì thay vì 4 bình ga thì bây giờ mình chỉ còn sử dụng xuống 3 bình ga thôi, là đã tiết kiệm được, em tính trung bình là 400.000 như cả nhà nhá. Xong rồi một năm các bác cháy bao nhiêu cái nồi, ít nhất là một năm phải cháy 2 cái nồi rồi ạ. Đấy, thì tính lên kinh tế một năm, ví dụ như vừa tiền ga vừa tiền nồi, mình tiết kiệm được 1 triệu là bằng tiền mua, gần bằng tiền mua bếp rồi cả nhà nhá. Tính về kinh tế mình đâu có phải sử dụng 1 tháng 2 tháng đâu. Chiếc bếp này các bác có thể sử dụng 5 năm, 7 năm, 10 năm, thậm chí là 10 năm cả nhà nhá. 10 năm thì 1 năm 1 triệu, 10 năm là 10 triệu. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình chỉ tính cái phép tính đơn giản như thế thôi. Đấy, một cái bếp này nó phải bền gấp 3 lần cái bếp nội các bác dùng bình thường. Em cũng có chia sẻ một chút xíu như thế này cả nhà này. Cái việc bếp nó mới hay là nó cũ, nó tốt hay là không tốt thì là cũng do người sử dụng ấy. Thì khi sau khi mình nấu nướng xong, ví dụ như là có dầu mỡ như thế này này, dầu mỡ ở phía trên khu vực này hoặc là nó bắn vào những cái này, thì các bác chịu khó lau đi một chút xíu. Sau khi nấu mình chỉ thêm 1 phút, 2 phút thôi, mình lau chùi đi sạch sẽ thì cái bếp nhà mình nó vẫn mới cả nhà nhá. Của bền tại người mà. Hôm trước em có bán một chiếc bếp, em có bán 2 chiếc bếp ở gần nhà, và em là người trực tiếp đi lắp đặt. Một bếp thì đã mua được hơn 1 năm rồi, và một bếp chỉ mới mua 2 tháng thôi. Thì em có vào nhà em xem tình trạng bếp, em có kiểm tra sơ qua. Thì các bác có biết gì không, cái bếp mà mới mua được 2 tháng ấy, nó còn cũ hơn và xấu hơn cái bếp mua hơn 1 năm các bác ạ. Đấy, thì từ đấy chứng tỏ là cái việc đồ của mình nó mới hay nó cũ này, nó bền hay nó không bền là do người sử dụng nữa nhá. Còn tất cả các cái sản phẩm bên em bán ra thì đều bảo hành và đều tốt hết các bác nhé, không có phải hàng bãi mà các bác cứ lo lắng đâu. Ví dụ như hôm nay bác Vương ở Hòa Bình có quay lại mua thêm một chiếc bếp bên em nữa, bác bảo là bếp quá đẹp và chất lượng thì là quá tuyệt vời luôn ạ. Đây, rất là cảm ơn bác Vương nhé, em đã chọn cho bác một chiếc bếp Paloma đời 2016 ạ, với giá rất là tốt, giá hữu nghị cho những cái người mua lần 2, lần 3. Đấy, các bác cứ yên tâm, hàng em thứ nhất là chất lượng tốt và thứ hai là giá thành rất là hợp lý luôn cả nhà. Đây ạ, em sẽ quay rộng khung hình. Sao mà em cứ thích cái con bếp này lắm cả nhà, chưa có chịu đóng đi cho bác Dũng nữa, để cứ thích ngắm nhìn nó thôi. Thôi chắc là em chỉ cho nó lên video nốt lần này nữa thôi, để em phải đóng hàng cho bác, không bác lại trông ngóng nó. Các bác xem được video thấy bếp đẹp thì cho em xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Video nào em cũng xin hết, thì các bác chỉ cần một thao tác tay thôi, cho em xin một nốt like, một đăng ký kênh ạ, để em có đủ điều kiện để like, để chia sẻ những cái sản phẩm nhiều hơn, để không phải để các bác không phải ngóng chờ em lên video như thế này nữa cả nhà nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.